Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Mấy hôm nay, sau khi Vinh Khuyên chia sẻ bí quyết chiên không văng dầu của mình, một số rất là đông luôn. Các chị em nhắn tin nhiều lắm, từ YouTube cho đến Facebook, hỏi là có sử dụng lại dầu được hay không, cũng như là bỏ dầu đi uổng quá, hoặc là chiên có bị cháy không. Thì chiên có bị cháy hay không thì Vinh Khuyên đã minh họa rất là nhiều món ăn trong cái video bí quyết chiên. Ở đó thì chị em mình sẽ nhìn thấy những món ăn chiên không hề bị văng dầu. Và có bạn hỏi là tại sao khi mình chiên xong thì nó có những cái chấm đen? Nếu mà mình chiên mà mình để ít dầu quá đó thì lúc đó thực phẩm nó sẽ bám bột vô, thì nó gặp nhiệt, nó không có nhiều dầu được đó. Nó gặp nhiệt thì nó cháy. Còn cái món này là mình khuyên chiên là áp dụng cho chiên ngập dầu hay là deep fry, có nghĩa là chiên ngập dầu đó. Còn chiên mà chiên giống như dạng xào thì không chiên được. Chiên giống dạng xào thì nó sẽ chiên lâu là nó bị cháy, còn chiên ngắn thời gian thì không cháy. Nhưng mà chiên dạng xào, chiên dạng như là ít dầu đó thì nó có khả năng là có bột, bám bột và bị có một chút mùi bột. Còn cách chiên này là chiên ngập dầu, chiên deep fry, chiên cho những món ăn ví dụ như là ba rọi quay hay là ba rọi chiên muối, hoặc là những món cá chiên, mực chiên, tôm chiên, nói chung là tất cả các món chiên mà ngập dầu. Rồi cũng có chị hỏi là chiên deep stack có được hay không, thì chiên deep stack nó sẽ không được, bởi vì đó là chiên không ngập dầu. Chiên cái nào mà ngập dầu thì mình sử dụng cách này. Chiên không ngập dầu, khi cho bột, thứ nhất mình chiên ở nhiệt độ cao và lâu thì nó dễ bị cháy, bám bột vô trong thức ăn sẽ gây có cái mùi không có là cái mùi của mùi thức ăn, cái món ăn của mình nữa, không đúng cái mùi món ăn mình nữa. Do đó thứ nhất, áp dụng cách chiên không văng dầu này là áp dụng cho chiên nhiều dầu. Rồi trả lời câu hỏi thứ hai, đó là các bạn hỏi là chiên như vậy thì bỏ dầu đi uổng quá. Thì trong một cái đoạn tiếp theo, Vinh Khuyên sẽ chia sẻ cái cách tận dụng lại dầu. Nhưng mà thật ra thì theo Vinh Khuyên nghĩ là không nên sử dụng lại dầu vì những lý do như sau. Thứ nhất, khi mình chiên thức ăn ở nhiệt độ cao thì dầu nó dễ bị oxy hóa. Khi mà dầu bị oxy hóa thì nó sẽ sinh ra những cái aldehyde hay là những cái chất oxy hóa, rồi những cái peroxide, những cái chất đó nó tỷ lệ tăng dần theo cái số lần sử dụng. Ví dụ như mình sử dụng càng nhiều lần thì chất độc sinh ra càng nhiều. Chưa kể là trong dầu nó có những cái vitamin như là vitamin A nè, vitamin E. Thì khi mình chiên ở nhiệt độ cao thì chiên nhiều lần thì những cái vitamin này nó sẽ mất dần đi, nó không còn tác dụng tốt, không còn công dụng tốt cho sức khỏe nữa. Và như vừa nói, đó là những cái chất oxy hóa hay là những cái aldehyde hay peroxide sinh ra nhiều đó, thì nó sẽ có khả năng, nếu mình chiên nhiều lần, ăn nhiều lần, sử dụng nhiều lần thì có khả năng sẽ dễ gây ra bệnh ung thư. Thành thử ra các chị em mình không nên chiên nhiều lần. Nhưng mà với cái món ăn của mình, chẳng hạn như khi mình chiên ở nhiệt độ thấp thì mình sẽ có thể sử dụng. Hơn nữa là với những món ăn nào mà khi chiên mình thấy cái màu dầu đó nó không có bị đen, không có bị đổi màu đi, mà nó vẫn như vậy nè, mà nó vẫn vàng như vậy nè, thì mình có thể sử dụng được, nó giống như là mới. Bởi vì là cái món ăn của mình chiên ở nhiệt độ không có quá nóng, cũng như là chiên nhiệt độ nóng nhưng mà không quá lâu. Và do vậy thì nếu như mà có khả năng thì có thể bỏ dầu đi. Nhưng mà mình khuyên thấy mình cũng nên sử dụng lại một hai lần, nếu như mà cái dầu đó nó không có được chiên ở nhiệt độ nóng. Lưu ý là dầu đó không được chiên ở nhiệt độ nóng quá, trên 180 độ C, còn thì mình sử dụng lại được một hoặc hai lần, tùy thuộc theo cái món ăn có bị nhiều gia vị hay không. Rồi trong trường hợp nếu mình chiên nhiệt độ nóng quá thì mình cũng lưu ý, đó là món ăn đó mình có chiên lâu hay không. Nếu mà lâu thì nên bỏ đi, còn nhanh thì có thể sử dụng lại được một hoặc là hai lần. Rồi thêm nữa, một câu hỏi rất nhiều các chị em hỏi, đó là bột bắp là gì? Tinh bột bắp là gì? Bột bắp đó là cái bột xay ra từ trái bắp.
Tinh bột bắp là cái bột người ta lắng lọc từ bột bắp để cho ra cái tinh bột có màu trắng. Còn cái bột bắp bình thường là nó có màu vàng. Một đoạn video sau, mình khuyên sẽ chia sẻ bột bắp và tinh bột bắp trích từ một video trước mình khuyên đã chia sẻ rồi. Bởi vì hôm nay ở nhà mình không có bột bắp, mà hiện tại ở nhà mình chỉ có tinh bột thôi. Đây là tinh bột bắp, ở Đức gọi là Speisestärke, là tinh bột bắp trắng tinh. Hiệu nào cũng được, ở đây có rất nhiều hiệu, ở nhà mình có nhiều hiệu lắm. Nó trắng như là trong video mình khuyên chia sẻ rồi, trắng bóc như vậy nè. Khi mình mua mà mình thấy nó trắng như cái tờ giấy này thì nó chính là tinh bột. Tinh bột bắp này thường là trong làm các món bánh như là bông lan, mình khuyên vẫn cho vô đó. Rồi cái bột bắp nó gọi là cornflour, còn cái tinh bột bắp là cornstarch, tức là tinh bột. Anh chị em và các bạn sẽ phân biệt kỹ tinh bột với lại bột, nó khác nhau. Giống như là tinh bột gạo với bột gạo cũng khác nhau đó. Đây là tinh bột bắp, người ta sẽ làm những cái bánh giống như vậy nè, bông lan đó. Rồi còn một câu hỏi nữa, đó là bột năng có làm được hay không. Bột năng thì thực ra cũng vẫn được, nhưng mà khi mình chiên nó hơi dính, nó không có tác dụng tốt như là bột bắp. Rồi thêm một câu hỏi nữa, đó là bột mì có sử dụng được hay không. Thì bột mì vẫn được, nhưng mà tốt nhất vẫn là tinh bột bắp. Bởi vì tinh bột bắp nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó có bề mặt, nó giòn. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ta? Để mình khuyên sẽ lấy câu hỏi ra rồi trả lời luôn trong video này nha. Bởi vì mình khuyên không có viết được nhiều nữa, quá nhiều câu hỏi, hơn 1000 luôn. Ở đây cho mình hỏi, cái bột bắp đó mua ở đâu vậy? À, cái bột bắp này thì tùy thuộc theo anh chị em và các bạn ở nước nào. Ví dụ như ở nước ngoài thì nhiều lắm, cornstarch hoặc là Speisestärke rất nhiều luôn. Rồi có câu hỏi là bột gạo được không chị, thì cái bột gạo được không chị này đó là bột gạo thì mình khuyên đã có chia sẻ trong video rồi. Rồi thêm nữa có bạn nói dễ thương ghê, làm cho xe mệt chết mẹ mà có mấy đứa bấm nút không thích. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi có bạn hỏi là bột bắp là gì? Bột bắp như mình khuyên vừa có chia sẻ là bột bắp là xay ra từ trái bắp đó, thì ra bột bắp. Người ta chỉ bỏ những cái vỏ bên ngoài thôi. Thì Vành Khuyên là số 1. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Rất cảm ơn chị Vành Khuyên. Mình cũng cảm ơn Trinh Nguyên. Dầu sau khi chiên xong có xài lại không hay bỏ đi? Đây là cái câu hỏi mà nhiều lắm đó. Vành Khuyên vừa chia sẻ xong á. Thuận Nguyễn xem lại nha. Ngoài bột bắp thì mình có thể dùng bột khác không chị? Thì Lan Huynh hỏi cái câu này là trong video Vành Khuyên cũng có chia sẻ hết rồi. Lan Huynh xem giúp mình nha. Dầu này chiên xong có để dùng lại được không Vành Khuyên? Đó là cái câu Vành Khuyên nói là nhiều lắm các chị hỏi đó. Nhìn ngon quá chị ơi, cách nói chuyện cũng ấm áp làm sao, chị người miền Tây hả? Tuấn Nguyễn, chào Tuấn Nguyễn. Vành Khuyên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn. Thay tinh bột bắp bằng bột năng được không chị? Thì Vành Khuyên cũng vừa trả lời xong. Cảm ơn chị biết. Ở Việt Nam thì tạp hóa hay siêu thị bán với chị? Thì ở Việt Nam là ở đâu cũng bán hết. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn, các chị sẽ mua là bột bắp, người ta ghi bột bắp. Nhưng mà ở bên dưới người ta có ghi một cái chữ nhỏ đó là cornstarch, tức là tính là tinh bột bắp đó. Clip nào chị Vành Khuyên nhìn làm nhìn cũng đẹp và hấp dẫn. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi dầu dùng dưa có dùng lại được không? Đó, như Vành Khuyên cũng vừa chia sẻ, câu hỏi này rất là nhiều các bạn hỏi. Rồi cũng hỏi là tinh bột bắp chứ không phải bột bắp hả chị? Thì Vành Khuyên cũng vừa chia sẻ luôn. Nói chung là chị em mình có thể ở Facebook á, thì có thể ra YouTube để coi nha, để biết được những câu hỏi. Và người khác hỏi thì người kia trả lời, rồi mình cũng có trả lời đó. Thì bởi vì hôm nay mình khuyên bận quá, không có thời gian trả lời, nữa mình khuyên quay cái video này. Chị em nào có câu hỏi thì vui lòng nghe mình khuyên nói trong video này nha.
À, đây có một câu hỏi nữa nè, của Lê Hậu. Nhà em thường chiên xong thì vẫn để đồ chiên trong chảo chứ không lấy ra, nên em thắc mắc là đối với những món chiên ít dầu mà bỏ bột vào thì sau khi chiên mình để phần dầu trong đó hay là bỏ luôn chị? À, cái này lúc đầu mình có giải thích đó là cái này là chiên ngập dầu, không chiên ít dầu. Và cũng như là mình khuyên muốn nhắc đó là khi mình chiên xong đó thì nên lấy ra. Chiên xong thường lúc cuối cùng á, mình vẫn hay áp lửa để cho nhiệt độ nó tăng cao lên thì dầu từ trong thực phẩm nó sẽ đi ra ngoài, nó làm cho món ăn của mình không bị ngấm dầu. Do đó từ nay trở đi thì Lê Hậu nên sau khi chiên xong đó lấy ra, đừng để trong chảo, để trong chảo nó sẽ hút dầu vô đó, làm cho mình phải ăn nhiều dầu hơn. Câu hỏi bột bắp mua ở đâu là cái câu hỏi mà rất là nhiều các bạn hay hỏi. Rồi các bạn đặt câu hỏi gì đó cho mình khuyên thì vui lòng nói là mình ở nước nào, bởi vì mình khuyên chia sẻ cho các chị em trên toàn thế giới luôn. Nữ ra mình khuyên không biết ở đâu để mà tư vấn, để mà chia sẻ. Và đây là tin của Yana Arayana. Bạn viết: cảm ơn chị đã luôn gìn giữ và tận tâm truyền dạy các món ăn quê hương tới cộng đồng trong và ngoài nước. Tuần vừa rồi em đã có lần đầu tiên gói bánh chưng. Bánh chưng đó ạ. Và theo công thức của chị, rất thành công, bánh đẹp và ngon. Khi xem các video của chị, em có thể cảm nhận rõ tình cảm và sự hướng dẫn chân thành của chị. Nên tất cả các món em học từ chị, em luôn thành công, ngay cả những lần đầu tiên thực hành. Cảm ơn chị vì những thành quả và công sức mà chị đã chia sẻ và đóng góp. Cầu chúc cho chị luôn vui khỏe và có nhiều món ăn mới để chia sẻ tới mọi người chị nhé. Love. Cảm ơn Hannah rất nhiều luôn, và đây là mong mỏi của Vân Khuyên, bởi vì khi Vân Khuyên chia sẻ bất cứ điều gì hay là bất cứ cái gì cho ai đó đều chia sẻ chân thành, chia sẻ hết những gì mình biết để cho ai cũng thành công. Bởi vì Vân Khuyên cảm nhận được khi mà thất bại là như thế nào, là khi mình làm một cái gì đó mình đặt hết tâm huyết mà mình làm không được đó thì thất vọng lắm. Do đó anh chị em và các bạn nên xem thật kỹ những cái mình khuyên chia sẻ những cái video đó thì mình sẽ luôn thành công, cũng như khi mà mình khuyên nấu một món ăn thì sẽ bày hết tất cả ra để mà chị em mình biết là khi nấu bao nhiêu đó thì sẽ ra được bao nhiêu đó, để biết cân lượng cho gia đình của mình. Rồi ở đây Kiều Thu Tống: bây giờ hãy nấu món gì là chị gõ vô món đó với ba mình khuyên, xem video của em trước để nhớ cách làm và lúc nào thích hợp thì chế biến, bảo đảm thơm ngon hấp dẫn miễn chê luôn. Nhìn thành quả của em thèm ghê, nhất định sẽ chế biến món canh cá hành cần. Canh cá cà hành cần, canh cá cần hạt hành cà này. đọc mà bị vấp. Cảm ơn em nhiều lắm, chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc với căn bếp dễ thương có hình con chim vành khuyên trên mặt bếp nữa nha. Em rất dễ thương và khiêm tốn, đúng người phụ nữ truyền thống Việt Nam. Cảm ơn chị Kiều Thu Tống rất nhiều với những câu chữ của chị, cảm động lắm. Và chúc chị hôm nay là chủ nhật, mình khuyên chúc gia đình luôn nhiều an vui và nhiều hạnh phúc. Và rất là nhiều luôn, có một số bạn nói là cách chia sẻ áp dụng rồi đúng là hiệu quả, thì câu này nhiều bạn đã làm và đã có kết quả. Rồi nói chung là rất là nhiều mà mình khuyên chỉ trích ra những cái câu hỏi nào cũng như là những bình luận nào mà nhiều chị em quan tâm và nhiều chị em hỏi, mà mình khuyên cũng có trả lời, nhưng mà một số các chị em vẫn hỏi thì vui lòng xem những cái câu trả lời của mình khuyên trong những cái trả lời trước của một số câu hỏi đó, thì để mà mình biết được, cũng như là một số các chị em nào mình có câu hỏi thì cứ đặt ra, nếu mình khuyên không có trả lời được thì một số các chị em khác sẽ trả lời. Ở đây là cộng đồng, mình có thể trả lời thoải mái và giúp nhau. Mình khuyên chân thành cảm ơn. À, cái câu mà bột mua ở đâu là cái câu hỏi nhiều quá. Rồi có bạn hỏi tinh bột bắp là gì đó, mình ở miền Bắc thì không biết đó là gì. Tinh bột bắp ở miền Bắc người ta gọi trái bắp là trái ngô, thì tinh bột bắp là tinh bột ngô. Rồi có bạn hỏi là ở quê lấy đâu ra tinh bột bắp. À, thì cái câu hỏi này thì mình không biết làm sao trả lời hết. Không có tinh bột bắp thì
Vinh Khuyên nghĩ thì bạn nên xem cái video Vinh Khuyên chia sẻ. Ở trong đó nó có nhiều cái sự lựa chọn. Bạn có thể chọn cho mình các cái loại bột mà Vinh Khuyên chia sẻ đó. Rồi không biết còn câu hỏi nào mà nhiều nữa hay không, bởi vì ở trong đây nó có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà Vinh Khuyên chỉ trả lời câu hỏi nào nhiều nhất. Rồi nếu mà anh chị em và các bạn có câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi. Nếu như mà một câu hỏi mà có nhiều người hỏi thì vui lòng đọc comment. Và cũng có bạn nói là trời ơi sao tôi hỏi hoài mà không trả lời, thì thực ra Vinh Khuyên luôn luôn trả lời tất cả các câu hỏi ngay khi Vinh Khuyên có thể. Và bất cứ câu hỏi nào Vinh Khuyên cũng đều trả lời. Có khi mình bận quá, không có thời gian, bởi vì mình còn chăm sóc gia đình, chăm sóc nhà cửa. Khi nào có thời gian, khi đọc thấy tin là Vinh Khuyên trả lời liền luôn đó. Ngay cả trên YouTube hay là Facebook, bằng những cái đây, những câu trả lời hoặc là những cái trái tim cảm nhận, ghi nhận mình đã đọc được. Mình rất hiểu và cảm thông cho Vành Khuyên. Để có một công thức cho mỗi món ăn, không chỉ Vành Khuyên mà cả nhà đều phải ăn, từ dở cho tới ngon, từ thất bại cho đến khi thành công. Phải thật giàu ý chí và nghị lực thì mới có thể kiên nhẫn vào bếp để tìm tòi, nghiên cứu những món ngon, dễ làm, nhanh gọn, giúp cho tất cả gia đình ai cũng có thể làm được. Thương Vành Khuyên nhất, lòng nhân ái, cảm ơn thật nhiều luôn, Lana Trương. Mình thật sự xúc động bởi vì bạn đã hiểu tất cả những cái gì mà mình đã làm trong thời gian qua. Chân thành cảm ơn nhiều lắm, Lana Trương, cũng như là tất cả cô bác, anh chị em và các bạn đã đồng hành theo dõi Vinh Khuyên trong thời gian dài, hơn 2 năm rồi. Và những lời chia sẻ chân thành, những lời cảm ơn, những câu hỏi hay là những cái bình luận đã để lại cho Vinh Khuyên rất nhiều cảm xúc, và từ đó đã giúp cho Vinh Khuyên có nhiều nghị lực hơn để chia sẻ nhiều hơn. Và ở đây có một câu hỏi rất là hay của bạn Xuân Trương. Bạn hỏi là để bột bắp chi vậy chị? Nó giống như là con gái mình vậy đó, nó cũng hay hỏi. Mỗi khi mà làm một cái gì đó, nó hỏi má ơi mình làm cái đó để chi, mình làm cái kia để làm gì. Nó hỏi để biết nguyên nhân đó. Thì ở đây mình cho bột bắp để cho hút nước, tức là bột bắp nó sẽ lắng bên dưới đó. Khi mà nước nó nặng, dầu nó nhẹ nó nổi lên trên, nước nó nặng nó này chìm xuống phía dưới đó, thì bột bắp nó sẽ hút nước. Nó hút nước xong rồi nó chìm xuống bên dưới luôn, nó không có làm cho nước bị sôi, bởi vì nhiệt độ dầu thì nó cao hơn là nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước chỉ có 100 độ C thôi. Khi mà nhiệt độ mà tăng á, thì nước á, nhảy từ dưới nó lên, nó bắn lên, nó văng ra ngoài. Thành thử ra nó gây phỏng mình. Và bây giờ thì chuyển qua cái đoạn kết thúc. Và chảo dầu của mình nè, anh chị em và các bạn thấy nó lắng xuống dưới không? Cái cặn á, còn phía trên là dầu thì mình lọc qua mình lấy. Nếu như món ăn có quá nhiều gia vị thì mình bỏ dầu đi, còn cái này có thể lọc lại. Đây là câu hỏi mà Vinh Khuyên nhận được không biết bao nhiêu luôn, từ trên Facebook cho đến YouTube, đó là dầu ăn bỏ đi uổng quá. Thực ra là đâu có bỏ đâu, vẫn sử dụng lại được nếu mình thích. Và sau khi mình để thật là nguội, anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó lắng bên dưới nè. Nhưng mà ở trên đây mình sẽ thấy những cái chấm đen đen đó, là chấm của thức ăn mà khi nó hơi bị vàng hay là cháy nó ra đó. Mà nếu như mà mình thấy nó nhiều quá cái chấm đen này nè, thì cái dầu này nên bỏ đi. Và cũng như là khi mà chiên những cái món ăn nào mà có nhiều gia vị quá, cũng như mà khi mình chiên mà suốt quá trình chiên, mình chiên ở lửa lớn đó, thì cái dầu đó cũng nên bỏ đi. Mình chỉ sử dụng lại cái dầu khi nào mà mình chiên có lửa nhỏ, có lửa lớn, có nghĩa là nhiệt nó đừng có cao quá, bởi vì nếu mà cao quá thì dễ sinh ra chất độc. Lấy một cái rây mịn như vậy nè, hoặc là một cái vải, hoặc là một cái khăn làm bếp cũng được nữa, khăn giấy này cũng được. Mình sẽ cho dầu qua như vậy đó, thì nó sẽ lọc được cặn. Và lúc mình chế vô mình chỉ lấy lớp trên thôi, còn lớp dưới mình sẽ bỏ đi.
bởi vì lớp dưới là cặn á. Vinh Khuyên chia sẻ kỹ bởi vì đây là cái câu hỏi mà Vinh Khuyên nhận quá nhiều trong thời gian gần đây. Đây là cái cặn mình sẽ bỏ đi. Rồi mình được lại cái dầu, dầu sạch như vậy. Dầu có cái màu giống như là dầu mới. Còn nếu mà mình thấy cái dầu nó đen quá thì mình nên bỏ đi, đừng sử dụng lại. Chỉ sử dụng lại khi nào mà cái màu dầu nó không bị quá đen. Và các bạn nói là tại sao lại phải sử dụng lại những cái dầu chiên đi chiên lại? Thì thực ra là mình không nên sử dụng dầu chiên đi chiên lại, đó là không nên. Nhưng mà với những thức ăn nào mà như Vinh Khuyên có chia sẻ, đó là thức ăn nào mà mình chiên ở nhiệt thấp á, thì vẫn có thể sử dụng dầu này lại. Cũng như là những cái món ăn nào mà chiên không quá nhiều gia vị, dầu vàng như vậy nè, thì mình sử dụng lại luôn, không bỏ. Nếu mà mình có khả năng mua dầu mới thì sẽ mua. Mình cũng hiểu được cảm giác của một số các chị em khi mà mua dầu mắc. Ví dụ như ở nước này á, 1 lít dầu chỉ có 99 cent thành thử thường á, mình chiên xong là mình bỏ luôn. Nhưng mà thật ra mình khuyên nghĩ là mình cũng không nên bỏ như vậy, bởi vì là phí. Cái đó là có tội đó. Nếu mình bỏ đi những cái gì mà còn sử dụng được thì là có tội. Thử ra mình khuyên vẫn sử dụng lại những cái dầu, ví dụ như chiên ở nhiệt không cao thì sử dụng lại hết 1 hoặc là 2 lần tùy theo món ăn. Còn ở những nơi khác thì dầu mắc lắm, cũng như là có nhiều chị em đó không có tiền mua dầu luôn, bởi vì nghe nói một chai dầu khoảng mấy chục ngàn luôn á. Cho nên cái câu hỏi là dầu này chiên như vậy thì bỏ đi phí quá, hoặc là dầu này có sử dụng lại được không, là mình khuyên nhận được chắc cũng phải mấy trăm cái lượt câu hỏi như vậy đó. Mà Vinh Khuyên cũng không có thời gian để trả lời nổi luôn. Để Vinh Khuyên làm gấp một cái video này cho các bạn xem cái cách mà Vinh Khuyên sử dụng lại dầu như thế nào. Nó vàng như vậy nè, như mới vậy đó, thì mình mới lấy lại. Còn nếu nó đen thì nên bỏ đi, hoặc là nó có màu thì nên bỏ đi. Và như vậy là Vinh Khuyên vừa chia sẻ xong cái cách sử dụng lại dầu, hay là tận dụng lại cái dầu chiên, trong cái video cách chiên các món ăn không bị văng dầu đó. Anh chị em và các bạn nào chưa xem video cách chiên, bí quyết chiên không văng dầu của Vinh Khuyên thì có thể quay trở lại cái video đó để xem. Google hoặc là YouTube đều ra. Nhớ là gõ tên món ăn, phía sau là Vinh Khuyên, những cái gì mình muốn thì đều ra cái video và để mình xem. Vinh Khuyên chân thành cảm ơn rất nhiều. Và chị em nào, cô bác nào xem cách chiên không dầu của Vinh Khuyên thì vui lòng chia sẻ link video cho nhiều người xem giúp Vinh Khuyên nha. Và chân thành cảm ơn nhiều lắm. Và Vinh Khuyên mong rằng là cô bác, anh chị em và các bạn khi mà xem video của Vinh Khuyên thì hãy xem như là mình đang xem một người con, một người cháu, hay là một người em, một người chị, một người bạn đang chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng, học từ gia đình, từ bạn bè, từ những cái kiến thức mình có được trong quá trình nấu nướng của mình, đang chia sẻ đến cô bác, anh chị em và các bạn từ tâm, từ thật tâm nhất, và mong mỏi ai cũng được thành công và luôn được nhiều hạnh phúc. Và trên đây là đôi lời tâm sự của Vinh Khuyên, và cảm ơn cô bác, anh chị em và các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành với Vinh Khuyên và ủng hộ Vinh Khuyên. Cảm ơn hơn 518.000 subscriber, tức là người theo dõi trên kênh YouTube Vinh Khuyên Lê, cũng như là cảm ơn hơn 200.000 follower, hay là các chị em, các member, các thành viên trong nhóm nấu ăn cùng Vinh Khuyên Lê. Và cảm ơn hơn 51.000 các cái chị em, cũng như là hơn 3.500 bạn bè trên Facebook Vinh Khuyên. Và cảm ơn hơn 20.000 người theo dõi trên trang Facebook Vinh Khuyên Lê Nấu Ăn, cũng như là cảm ơn những lời khen tặng, đồng thời cũng cảm ơn những lời góp ý chân thành từ tâm. Vinh Khuyên xin ghi nhận. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.